Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Mình rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở clip này. Clip này thì mình sẽ chia sẻ về cái cách mà mình phòng ngừa nấm bệnh trên vườn của mình và cái cách mà mình xử lý mấy con sóc này các bạn. Đấy, mấy con phá hoại nè. Đấy các bạn nhìn thấy nè, nó phá hoại ghê lắm các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ hai cái vấn đề. Bây giờ mình trước tiên là mình đi về cái vấn đề nấm trước nha các bạn. Thì trước khi mình chia sẻ thì mình có cái câu chuyện như thế này các bạn. Thực sự đối với bản thân mình làm sầu riêng tới bây giờ á, mình sợ nhất 3 điều. Nhưng mà 2 điều là mình sợ nhất. Đó chính là cái điều thứ nhất là cái điều là lở cổ rễ các bạn. Lở cổ rễ thì nếu mà mình phát hiện sớm ấy, mình chữa thì nó vẫn kịp, nó vẫn bình thường, nó vẫn là dễ ở trong cái giai đoạn là chữa. Thì mình có ra một cái video là mình phát hiện cái cây sầu riêng bị bệnh lở cổ rễ như thế nào ấy, mình đã chia sẻ rồi. Thì nếu mà mình chữa trị kịp thời ấy, thì nó sẽ rất là dễ. Còn hai cái điều mà mình sợ nhất ấy, đó chính là nhện đỏ các bạn. Cái điều thứ nhất là nhện đỏ. Cái điều thứ hai đó là nấm. Nấm thật sự đối với mình là kinh khủng khiếp các bạn. Nhện đỏ ấy, mình có chia sẻ cái thuốc rồ mai các bạn. Nhện đỏ ấy, các bạn chỉ cần, ví dụ mà nồng độ nhện của các bạn trên vườn mà nhiều ấy, các bạn xịt cái thằng rồ mai đó, các bạn xịt cắt nhau 5 ngày thôi. Hai cữ cắt nhau 5 ngày, mình đảm bảo là nếu với cái cách làm của mình ấy, thì mình xịt cắt nhau 5 ngày thì 1 tháng sau mình còn chưa thấy có nhện nữa các bạn. 1 tháng là không có nhện luôn á. Thì quan trọng nhất ấy, là có nhiều bạn bảo là xịt nó sẽ không hết, nhện nó khó chết. Thì mình đồng ý là nhện nó rất là khó chết, nhưng mà mình xịt là chủ yếu là mình đừng có xịt xương các bạn. Nếu mà mình xịt nhện á thì mình phải xịt kỹ. Con nhện á thường là nó sẽ phân bổ cái tầng cây sầu riêng, nó chia làm hai làm đôi. Cái tầng trên á thì thường nó ít nhện, cái tầng dưới là nó nhiều nhện lắm. Các bạn phải xịt kỹ. Ở trên các bạn xịt xương, bạn xịt ướt hết vào trên, nhưng mà ở dưới á các bạn phải xịt cả trong lá cả ngoài lá thật kỹ thì nhện nó mới hết được. Và phải xịt đẫm nha. Xịt nhện là phải xịt đẫm chứ xịt xương xương á. Các bạn mà xịt nhện mà xịt xương xương á, ngày mai các bạn ra kiểm tra lại con nhện nhe răng nó cười các bạn. Nó bảo hôm qua mày xịt thuốc gì vậy? Nó thiệt luôn là con nhện nó rất là nó lì, xịt nó không chết đâu. Nên là các bạn phải xịt thật kỹ, thật đẫm chứ không thôi nó nhe răng nó cười các bạn á. Rồi. Cái con nhện là mình phải xịt kỹ nha, xịt đẫm. Rồi, về cái thuốc nấm, mình nói thật là năm ngoái ấy, các bạn không có tưởng tượng được những cái cảnh mà một cái bác nông dân mà chở một tấn sầu riêng nấm các bạn, chở một xe máy cày sầu riêng nấm của nhà bác đi ra bán giá 2.000-3.000 một ký. Các bạn thấy sợ hãi không? Một tấn sầu riêng bị nấm thiệt hại biết bao nhiêu các bạn. Giá năm ngoái thì nó rơi vào tầm chừng 60.000 một ký, 55-60.000 một ký sầu riêng ri 6. Mà các bạn nghĩ thì một tấn sầu riêng mà bị nấm hết, các bạn thấy khủng khiếp không? Cho nên á, đối với mình á, cái thằng nấm là nó quá nguy hiểm nha các bạn. Một khi nấm nó mà đã lây thì nó sẽ lây rất là mau, nó chỉ mất trong vòng tầm từ 2-3 ngày các bạn. 2-3 ngày là thằng nấm nó đã phát triển rất là mau. Và thằng nấm ấy thường nó sẽ đi theo chiều gió nha các bạn. Ví dụ như cái cây đầu gió đó mà nó bị nấm thì tầm mới chừng 2 ngày sau thôi, các bạn mà không để ý, nó lây rất là mau. Cái cây đó nó có thể sinh sôi nảy nở lên tới cả cây luôn. Nó thiệt hại vô cùng. Cho nên là đối với bản thân mình ấy, nấm là phải phòng ngừa chứ không có trị nha các bạn. Nấm là mình phải ngừa. Đó là cái cách làm của mình chia sẻ thật sự luôn. Không bao và mình chắc chắn là không bao giờ mà làm sầu riêng mà không bị nấm nha các bạn. Mình đảm bảo luôn. Kiểu gì cái giai đoạn từ 55 tới 6, từ 50 tới 55 ngày trở đi đó, cho tới khi thu hoạch ấy, kiểu gì cũng có nấm các bạn. Thì mình cứ đánh đổ như thế này các bạn. Cứ tầm 10 tấn sầu riêng mà mình làm ấy, cứ khoảng 10 tấn sầu riêng thì nó sẽ mất khoảng 200 ký sầu riêng. Nếu mà cách làm của mình nha, thì mình phòng ngừa từ cái giai đoạn này tới giai đoạn sau ấy, thì cứ 10 tấn sầu riêng là mình sẽ phải
mình sẽ phải bỏ đi tầm hai tạ sầu riêng. Thứ nhất là bị sóc móc, cộng cả sóc móc. Thứ nhất là cả sóc móc. Cái thứ hai là nấm nha các bạn. Cái thứ hai là nấm. Rồi gió bão là cái đó là chuyện của ông trời, cái đó mình không tính tới nha. Thì cả nấm, cả thuốc nấm, cả cái sầu riêng bị nấm, cả sầu riêng mà bị sóc móc thì cứ 10 tấn là sẽ bị hai tạ. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình phòng ngừa nấm, phòng ngừa nấm của vườn mình nó như thế nào nha. Cái điều thứ nhất á là mình sẽ tưới Arifold các bạn. Cái giai đoạn mà 40-45 ngày là mình đã tưới Arifold một lần rồi đấy. Mình đã tưới một lần rồi đấy. 40-45 ngày là mình đã tưới Arifold một lần nha các bạn. Thì Arifold mình sử dụng là Arifold 700 nha các bạn. Arifold là mình sử dụng Arifold 700. Đây, Arifold 700 này ấy, thì cái thành phần của nó chủ yếu nó là lân. Lân là 35% các bạn. Nó có kali là 7% này các bạn. Kẽm đó là 10mg trên kg. Còn bo là 1000mg trên kg. Đó. Thì cái thành phần của nó là nó có kali này cũng hay lắm mà các bạn. Nói chung là Arifold 700 thì một chai này là 1 lít nha các bạn. Chai này là 1 lít nè. Thì cái chai 1 lít này ấy, là mình sẽ pha cho 4 phi các bạn. Chai 1 lít này là mình sẽ pha cho 4 phi. 4 phi tương đương với lại 800 lít nước các bạn. Thì mình sẽ tưới là mình pha cho 4 phi là 800 lít nước thì mình sẽ tưới cho mỗi một cây là 20 lít nước nha các bạn. Đây là cái liều mà mình ngừa nha. Thì mình sẽ tưới khoảng 3 lần. Giai đoạn 40-45 ngày mình sẽ tưới 1 lần. Giai đoạn tầm 60-65 ngày mình sẽ tưới 1 lần. Đó, 40-45 mình sẽ tưới 1 lần. 60-65 mình tưới 1 lần. Rồi khoảng chừng 80-85 mình sẽ tưới 1 lần nữa các bạn. Đó, mình tưới 3 lần nha. Mình tưới 3 lần Arifold để mình ngừa nha các bạn. Mình tưới loãng liều. Cái liều này thì không phải là liều quá nặng đâu các bạn. Liều này là cái liều bình thường để mình ngừa thôi. Rồi ở dưới gốc là mình tưới nha. Rồi cái liều tiếp theo đó chính là mình xịt cái này nè các bạn. Thì trước khi mình nói về cái vấn đề là mình xịt ngừa nấm thì mình có một cái lời khuyên như thế này các bạn. Mình có một cái lưu ý như thế này nè. Các bạn mà xịt nấm đó, cái giai đoạn mà từ 50-55 ngày trở đi á, các bạn hãy lưu ý rằng không nên xịt những cái thuốc nấm mà nó lưu dấu lại ở trên trái sầu riêng nha các bạn. Điển hình như Mancozan là nó sẽ lưu lại cái dấu màu xanh đó ở trên trái sầu riêng cho tới khi thu hoạch luôn đó các bạn. Là lái sẽ không bao giờ mua nha. Lái sẽ chê nha. Bởi vì cái vết Mancozan đó nó rất là khó rửa đi nha các bạn. Nó không rửa đi được, và khi mà có cái vết đó là lái sẽ không có mua cái trái đâu các bạn. Sẽ dẹt ra luôn đó nha. Cho nên các bạn phải cực kỳ lưu ý về vấn đề xịt nấm trên trái sầu riêng. Là những cái loại thuốc không được lưu dấu nha các bạn. Không được lưu dấu. Các bạn có thể xịt Metalaxy, có thể xịt Arifold này nha. Đó, có thể rất là nhiều bài xịt các bạn. Nói chung là xịt nấm thì rất là nhiều bài xịt. Mình cứ chia sẻ cái cách làm của mình thôi để các bạn tham khảo nha. Mình làm như thế nào mình cứ chia sẻ y như vậy. Để cho các bạn có một cái nguồn tham khảo cái cách làm của mình. Rồi cái cách mà mình xịt nấm ở trong trái đó thì mình sử dụng là Banzofort nha các bạn. Mình rất thích cái hãng Adama các bạn. Toàn bộ các cái loại thuốc nấm thường là mình sử dụng của Adama nha các bạn. Thường thôi. Còn lại là có thể là của Dona, của công ty Dona với Adama. Nói chung là cái hàng Israel đó các bạn. Đây nè, Adama là tập đoàn của Israel này các bạn. Mình rất thích là hàng của Israel nha các bạn. Bởi vì Israel đó là họ rất là giỏi về nông nghiệp nha các bạn. Sản sinh ra rất là nhiều nhà khoa học về nông nghiệp đó các bạn. Thì nói chung là mình thích cái hàng của Adama này. Nó hơi mắc một chút nhưng mà nó rất là hay và hiệu quả. Và mình xài tới bây giờ thì năm nay thì tới bây giờ là mình thấy nó rất là hiệu quả và sản lượng nói chung là đem lại kinh tế rất là cao về vấn đề nấm bệnh. Kể cả cái thuốc tuyến trùng á, cái thuốc Nimit đó các bạn, mình đã từng chia sẻ, cái thuốc Nimit nó cũng hiệu quả lắm. Thì cái thằng Banzofort này thì cái thành phần của nó là Dimethomot đó, Dimethomot nè, Dimethomot với lại Fluginam đây nè. Rồi
khi mà cái mình xài cái thằng này nè thì khi mà trái mà mình ngừa ấy thì mình cứ xịt một chai này cho hai phi đó, xịt một chai này cho hai phi mình cộng với lại cái hàng của Bayer này các bạn, hàng của Bayer nè, cái Infinoto nè các bạn, cái thành phần của nó là Robamocap nè các bạn, Robamocap và Flubicolide gì nè các bạn, đó đây nè thành phần nè các bạn, đó. Đấy, thì cứ một chai này thì mình xịt một chai này là một phi nha, một chai này là một phi, còn một chai này là hai phi đó, thì cứ một chai này và cộng hai chai này thì mình xịt cho hai phi nha các bạn. Đó là mình ngừa nha, mình ngừa thì cứ khoảng 10 ngày mình ngừa một lần các bạn, cứ khoảng 10 ngày mình ngừa một lần cho tới khi trái tầm với chừng 85 ngày đó, 85 ngày là bắt đầu mình ngưng nha, để cho chuẩn bị lái vô cắt nha các bạn. Tại vì 85 ngày mà mình ngưng ấy, thì khoảng chừng 100 tới hoặc là 90 ngày ấy, hoặc là 90 ngày mình ngưng cũng được các bạn, thì khoảng chừng 100 tới 110 ngày ấy, là lái vô cắt ấy, là cái lượng thuốc này nó sẽ hết nha các bạn. Nó sẽ không còn tồn đọng trong cây nữa. Thì mình ngưng nha, mình phải ngưng nha các bạn. Mình làm sầu riêng là mình phải để ý cái vấn đề này nha các bạn. Chứ tới giai đoạn mà cắt mà xịt vô mà nó dư lượng thuốc bảo vệ thực vật là cũng một phần là do người nông dân mình nha các bạn. Có nghĩa là các bạn không để ý thôi. Mình chỉ cần thay đổi một chút thôi các bạn, mình chỉ cần thay đổi cả một chút thôi thì cái trái sầu riêng của mình nó vừa chất lượng và nó không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật các bạn. Mình hạn chế cái trái mà khoảng có chừng 85 ngày rồi. Nói chung là 85 ngày đi. 18-15 ngày là mình sẽ ngưng toàn bộ thuốc nha, để lái chuẩn bị vô cắt giao đầu tiên nha các bạn. Tầm 100 ngày là lái bắt đầu cắt được giao đầu tiên rồi các bạn, là mình sẽ ngưng nha. Đó, mình sẽ không xịt thuốc nấm nữa. Thì cứ mỗi một lần cắt lái mà vừa cắt xong giao đầu tiên thì mình sẽ lại xịt thuốc nấm lại, và cái giao tiếp theo là khoảng chừng 10 ngày sau thì lái lại vô lại cắt cái giao thứ hai và cái giao thứ ba luôn nha các bạn. Nó sẽ liên tục với nhau, cắt nhau mấy ngày thôi. Đó. Thì khi mà mình ngừa thì là mình xịt cái liều như vậy. Còn khi mà mình đã bị nấm rồi các bạn, khi đã bị nấm hông và thối đít rồi đó, khi mà nấm hông mà bị nấm hông với thối đít, đặc biệt là nấm hông, thì mình phải cộng kết một cái chai Banjofort này, mình cộng cho một chai khuẩn nano bạc các bạn, cộng cho cái khuẩn nha, khuẩn nó rất là quan trọng nha các bạn. Thì khi mà bị rồi ấy, thì một chai này là mình xịt cho một phi là cộng trên chai khuẩn nha các bạn. Cái chai khuẩn nó bây giờ mình không có ở đây, mình không biết là nó để đâu rồi, mà mình chưa có mua, tại vì mình đang ngừa thôi, mình chưa có phải mua cái chai khuẩn đó, thì mình không có cái mẫu của cái chai khuẩn đó các bạn. Khuẩn đó nó ghi là khuẩn nano bạc nha các bạn. Đó, thì có một chai khuẩn đó là hai phi, còn đã bị rồi thì một chai Banjofort này một phi các bạn, khá là tốn kém nha. Nói chung là rất là tốn kém về cái vấn đề nấm, nói chung là đụng tới nấm là rất là tốn kém. Thì đó, thì cái cách mà mình ngừa cái nấm bệnh của mình như vậy, thì cứ 10 tấn sầu riêng cộng cả, cứ 10 tấn nha, thì cộng cả thằng sóc móc nè, cộng cả bị nấm luôn là 2 tạ. Các bạn biết tỷ lệ đó là cái tỷ lệ đối với bản thân mình là nó quá là được rồi nha các bạn. Còn các bạn nào mà ngừa được nhiều hơn nữa thì nếu mà các bạn có cách nào mà ngừa mà hay hơn nữa thì các bạn để lại bình luận chia sẻ cho mình để mình học hỏi nha các bạn. Tại vì mình đang cố gắng làm sao mà tỷ lệ nó càng cao càng tốt các bạn. Nó ít nấm nhất có thể và ít bị mấy cái con này nó phá ít chất có thể nha các bạn. Còn các bạn cứ có cái cách nào hay thì các bạn để lại bình luận để cho mình tham khảo học hỏi thêm nha các bạn. Mình rất là ham học hỏi nha các bạn. Mình luôn học hỏi thay đổi liên tục, mình sẽ không bao giờ ngừng lại nha các bạn. Học hỏi là học cả đời. Mình mà chỉ cần một ngày nào đó mình chỉ nói là mình là tôi biết rồi, tôi không cần phải học hỏi nữa, thì lúc đó là mình thất bại nha các bạn. Mình phải học hỏi cả đời, học hỏi liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ nha các bạn. Thì mình mới đạt được thành công bất cứ trong một lĩnh vực nào cũng vậy các bạn. Rồi đây nè, hôm nay mình bẫy được cái con sóc này các bạn. Mình đặt bẫy nè, đặt bẫy 2 ngày rồi. Thì cái con sóc này là cái con sóc nó ăn cái quả này của mình nè các bạn. Mình thấy nó mà mình chưa bẫy được nha. Cái quả này của mình là 4,4 kg nha các bạn. Tại sao mình khoét đi? Bởi vì á, nó ăn ra cái lỗ này các bạn, xong nó nấm luôn. Đây nè, con sóc nó ăn ra xong bắt đầu là nó nấm luôn các bạn. Nó ăn xong nó nấm nha. Thì mình khoét ra rồi mình lấy cái phần cơm này còn lại nè. Nó còn chưa già, nó mà nó mới được có mơ mơ thôi nè, mà nó đã cắn rồi nè. Thì mình lấy cái này mình chiên mình ăn nha các bạn. Để mình chiên mình ăn thôi chứ biết sao giờ các bạn. Nè, cái móc này
không hề bị cháy mú một tí nào nha các bạn. Nói chung là đi cái phân 3 số 15 là coi như là ngọt cơm ngon, không có vấn đề đâu các bạn. Cháy muối không gì nữa nha. Đó, đã không? Đó, quả này của mình là 4,4 kg nè. 4,4 kg đã móc rồi nha các bạn. 4,4 kg đã bị sóc móc rồi. Còn quả này là 3,7 kg đã bị sóc móc rồi. Nếu 3,7 kg mà sóc móc như vậy thì cái trái này nó phải hơn 4 kg nha các bạn. Tầm 4 kg nha. Rồi, mình mới bị xảy một con sóc bông các bạn. Tiếc ghê. Mình mới xảy một con sóc bông. Nó mình bẫy được nó chứ không thôi là nó phá ghê lắm các bạn. Mình lại phải đặt bẫy lại rồi mình bẫy con sóc bông đó nha. Sóc bông to lắm. Thì cái cách mà mình ngừa nó ấy, là mình mua cái chừng mười mấy 20 cái lồng rồi nè. Mình đặt khắp vườn từ đầu vườn đến cuối vườn nha các bạn. Mình đặt cái chỗ nào mà con sóc nó hay đi lại á, mình thấy ấy, mình đặt nha. Mình đặt, và đặc biệt bẫy mấy cái con sóc này nè các bạn, đặc biệt là sóc đất nha. Thì mình bẫy là cái mồi của nó là chủ yếu là cái mồi mình bẫy chủ yếu là mít siêu sớm nha các bạn. Bẫy cái mít lá bàng ấy, cái mít thái lá bàng á, mà để bóc mà để sấy á, cái mít đó nó không ăn đâu các bạn, nó chê đó. Mấy cái con sóc này là phải bẫy mít siêu sớm các bạn. Mít siêu sớm nó thơm á thì nó mới ăn bạo nha. Đấy. Đây cái cách mà mình phòng ngừa cái con sóc đất là mình làm cái này nè các bạn. Đấy, mình làm cái này nè, mình mua cái miếng tôn trơn này nè, 50 cm nha. Đó, mình bọc cái gốc lại thì mình ngừa con sóc đất này. Đó, mình ngừa sóc đất. Còn sóc bông á là mình buộc phải bẫy nha các bạn. Sóc đất ấy, thường là nó sẽ leo từ gốc leo lên, cái con sóc đất này nè. Đó, thường nó leo từ đất leo lên thì mình sẽ ngừa bằng cái cách là mình bọc cái này lại nè các bạn. Thì có nhiều bạn nói là nó truyền cành, nhưng mà sóc đất thường là nó sẽ leo từ gốc leo lên nha các bạn. Sóc đất nó ít khi nào truyền cành lắm, nó ít truyền cành lắm các bạn. Thường sóc đất là nó thường ở dưới đất, xong bắt đầu nó leo từ gốc leo lên nha các bạn. Thì mình làm cái này là mình ngừa con sóc đất nè. Còn con sóc bông là nó sẽ truyền cành. Mình sẽ không làm như vậy để ngừa con sóc bông được. Con sóc bông là mình phải bẫy nha. Mình bẫy là nó sẽ giảm hoàn toàn luôn. Mình mà bẫy được khoảng chừng 4-5 con thôi á là nó sẽ giảm rất là nhiều nha các bạn. Bẫy liên tục, đặt bẫy khắp vườn luôn, bẫy mít siêu sớm. Đó, thì chỉ có cách bẫy đó là mới giảm được cái con sóc thôi nha các bạn. Mình quay một ít sầu riêng cho các bạn xem nè. Hôm nay nó lớn rồi, nhìn nó ngon lành không các bạn. Đó. Mình có cây này sắp được thu rồi các bạn. Nè, cây này thì sắp được thu rồi. Mình quay cho các bạn xem cái cây này. Cây này sắp được thu rồi. Cây này sắp được thu, mình cũng phải vòng cái này nè các bạn. À, sắp được thu rồi nè. À, các bạn thấy đã không? Đấy, mình có một quả bị úng đít này các bạn. Mình có một quả bị thối đít nè. Mình thấy đó, cái quả này bị thối đít nè các bạn. Thấy uổng chưa? Mình ngừa cỡ đó là nó vẫn phải có tỷ lệ nha các bạn. Vẫn cũng phải có tỷ lệ là bị thối đít nha các bạn. Trái to. Ok không các bạn? Đó, tròn xe đó. Mình chỉ bón phân 3 số 15 thôi nha các bạn. Các bạn thấy hiệu quả của 3 số 15 chưa? Không có thích trái bằng những cái dòng khác nha các bạn. Rồi mình quay vậy sơ sơ cho các bạn tham khảo. Rồi nếu mà cô chú anh chị và các bạn mình thấy những clip mà mình chia sẻ và thấy hay, ý nghĩa, bổ ích thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Mình chia sẻ những clip này mình rất mong rằng cô chú anh chị và các bạn cũng có thể là làm ra sầu riêng trái cho nó có sản lượng nha các bạn. Rồi, mình chúc cô chú anh chị và các bạn có một mùa sầu riêng năm nay là tháng lớn, trúng mùa được giá nha các bạn. Rồi, mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một chia sẻ khác nha các bạn.